Hello, welcome back to Miley's channel. Today I'm going to make stir fry collard greens. Hello, Miley xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Miley xin chia sẻ món cải rổ xào. Và đây, Miley làm hai cách xào khác nhau nhé. Cải rổ xào dầu hào và cải rổ xào thịt bò. I'm going to make two different ways of stir fry. Collard greens stir fry with oyster sauce and collard greens stir fry with beef. Okay, now I prepare to start. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp với Miley nhé. Okay, bây giờ mình bắt tay vào bếp nhé. Đây, mình có hai bó cải rổ. Mình sẽ làm hai cách xào, hai dĩa cải khác nhau. Okay, cầm tay một bó cải rổ mình đã cắt ra và rửa sạch. Đây là cái cọng của nó này, mình đã lột ra này, cái cọng như thế này này. Mình đã lột cái vỏ ngoài bỏ tại vì nó già đó, mình ăn không được, mình lột ra thì nó sẽ như thế này. Đấy. Cái này là cái thân cải, nếu cọng nào già thì mình mới lột ra thì nó sẽ ngon và giòn nữa. Còn cọng nào non thì không cần thiết nhé. Đấy, mình đã cắt ra, rửa sạch. Rồi tí nữa là mình bắt nước sôi, mình trụng sơ qua nhé. Trụng sơ rồi mình mới xào với sốt. Dầu hào. Còn cái bó này thì mình cũng cắt ra và rửa sạch để xào với thịt bò thái mỏng. Còn bây giờ thì mình đi trụng sơ cái rổ cải này, sau đó vớt ra để ngâm nước lạnh, nếu có nước đá thì càng tốt. Ngâm nước đá lạnh để cho nó giòn, nó xanh. Ok, bây giờ mình đang pha một chén hỗn hợp sốt để mà tí xào cải rổ nhé. Trong cái chén này mình có 2 muỗng canh dầu hào, 3 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu xay. Rồi một tí xíu nữa mình cho thêm 2 muỗng canh nước. Rồi bây giờ mình đã cho 2 muỗng canh nước vào đây và bây giờ mình khuấy cho đều nhé. Khuấy lên cho đều. Rồi bây giờ mình đang chờ nước sôi để mà trụng sơ cải rổ. Rồi, ok, mình để này qua một bên nhé. Đây, nước mình đã sôi rồi, mình cho cải mình vô trộn nhé. Cho vào đây mình trộn sơ đi. Rồi vớt ra cái thau đá để cho nó giữ xanh và giòn. Đây, mình cho lửa mạnh lên. Rồi bây giờ mình vớt nó ra này. Đã có thau nước đá. Đây mình có cho cái thau nước đá nhé. Nước đá mình đã tan hết rồi. Rồi thì mình vớt nó ra thôi. Đấy, mình đã vớt ra cái thau nước đá rồi này. Ngâm chừng 2-3 phút thôi. Rồi mà mình đổ nó ra cái rổ đi cho nó ráo. Xong rồi mình cho chảo dầu nóng phi tỏi lên rồi mình xào. Mình xào sơ thôi tại vì cái này mình đã trụng qua nước sôi rồi. Và bây giờ mình đi đổ cái cải rổ này ra để cho nó ráo nhé. Đây mình cho bắt chảo lên lò nóng, mình cho tí dầu vô. Rồi mình phi tỏi lên nhé. Phi tỏi. Phi tỏi lên cho thơm. Rồi mình cho cái rổ vô, mình xào sơ, mình cho cái sốt vô là mình lấy ra. Tại vì cái rổ mình đã trụng qua nước sôi rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu cho lửa to lên này. Các bạn nghe cái tiếng ga rất là mạnh. Rồi bây giờ mình cho cái chén hỗn hợp sốt vô và đảo vài cái lại. Đấy là xong. Tắt bếp nhé. Đấy, mình đã tắt bếp xong rồi này. Bây giờ mình cho ra cái dĩa thôi. Ok. Đây, cái bó cải rổ còn lại thì mình xào chung với thịt bò nhé. Mình mang cắt nhỏ và rửa sạch, lá để riêng và cọng để riêng. Còn đây là cây cọng và cái thân cải. Nếu mà cái không thân cải thì nó hơi già thì mình gọt bớt cái vỏ tí nha. Xong rồi mình cắt khúc khúc như thế này. Khi mình xào thì nó rất là giòn, rất là ngon nhé. Đây, ở trong cái chén mình có một tí gừng đã gọt vỏ rồi. Và tỏi. Tỏi tí mình băm nhé. Băm nhỏ nhỏ. Sau đó mình cho 1,5 muỗng canh rượu vô. Ok, mình trộn cho đều để nó ngâm một tí. Đây là rượu nấu ăn đây.
Rồi sau đó mình mới vớt cái gừng ra, mình chỉ cần lấy cái rượu thôi để mà xào chung với cả. Rồi bây giờ mình băm tỏi, để một tí nữa mình phi lên để xào thịt bò nhé. Đây mình cho một muỗng canh bột bắp vô cái chén và cho tí nước vô khuấy cho đều. Ok, cái phần này mình để sau khi mình xào cải xong mình cho vô, nó làm cho cái cải nó sền sệt lại nhé. Đấy, mình khuấy cho nó đều và bỏ nó qua một bên. Còn đây là một thao thịt bò đã thái mỏng. Bây giờ mình cho gia vị vô ướp. Xong nửa thì cà phê hạt nêm, nửa thì cà phê đường cát và một thì canh nước mắm nhỉ. Trộn lên rồi cho tí tiêu vô. Trộn lên cho thật đều và đậy lại để qua một bên ướp 15 phút sau mình mới xào. Để bây giờ mình pha một chén sốt để xào cải rổ nhé. Một thìa canh rưỡi đường cát, một thìa cà phê hạt nêm, tiêu xay 1/4 thìa cà phê và dầu hào, oyster sauce, một thìa canh nước mắm, nửa thìa canh và cho 2 thìa canh nước khuấy cho đều để sang một bên, tí nữa mình xào cái rổ. Đấy, tỏi và bò tí mình xào, tao tỏi và xào thịt bò. Và cái này mình cho vào cái rổ. Còn cái bột bắp mình cho vào sau cùng. Sau cùng mình xào xong hai thứ mình cho vào sau cùng để cho nó có độ cái độ sền sệt. Mình cho vừa đủ thôi. Đây bây giờ mình bắt chảo lên. Rồi, cho chảo nóng mình cho tí dầu vô. Mình phi tỏi cho thơm mình xào thịt bò trước. Đấy, mình cho tỏi vô mình phi nhé. Phi hơi vàng vàng thôi, mình cho thịt bò vô xào. Đây, thịt bò mình xào gần chín thôi chứ không có chín hết nhé. Chín quá thì nó dễ sẽ dai. Đấy, mình xào cỡ này thôi. Tắt bếp nhé. Rồi, mình đổ ra thôi. Đấy, nhìn nó còn hơi sóng sóng nhưng mà không sao, tí nữa mình xào cái cải mình đổ chung là nó sẽ chín. Chứ bây giờ mình xào chín quá thì nó sẽ dai, mình giờ mình đổ ra. Giờ mình đổ ra cái dĩa nhé. Bây giờ cái chảo thứ hai nhé. Thứ hai chảo nóng mình cho dầu vô tiếp. Và chảo thứ hai mình sẽ xào cải rổ. Mình xào cái cọng trước tại vì cái cọng nó lâu chín. Xào cái cọng một lúc rồi mình mới cho cái lá vô nhé. Đây là lá đây. Lá nó mau chín rồi nên mình cho vô sau. Bây giờ đến cái này là cái rượu gừng á. Đấy, gừng mình vớt ra rồi, vớt cái cái ra để lấy cái rượu thôi. Mình cho vào nhé. Rồi mình sẽ cho sốt vô. Đấy, thế là chín rồi, mình không có xào mềm quá. Cho sốt vô rồi à. Rồi bây giờ mình cho đấy, bò thịt bò mình xào lúc nãy ấy. Bây giờ mình trộn vô, hai thứ trộn vô nhé. Và cho cái bột bắp vô sau. Đây, bây giờ mình cứ cho bột bắp này. Bột bắp mình khuấy chung với nước rồi như nãy. Trước khi mình cho vô mình khuấy lên đều. Mình chỉ cho vừa thôi. Rồi xong rồi, tắt bếp nhé. Đây các bạn ơi, cái dĩa đầu tiên là cái rổ xào dầu hào nhé. Và cái dĩa thứ hai là cái rổ xào thịt bò. Mình chỉ cần tô màu một tí, trang trí nhìn rất là đẹp mắt và rất là hấp dẫn, phải không nào các bạn? Và Milly xin các bạn hãy lưu ý dùm nhé. Cái rổ xào dầu hào mình cần chừng qua nước sôi. Còn cái rổ xào thịt bò thì không cần thiết. Nhưng khi mình rửa cải, cần phải tách lá và cọng riêng ra nhé. Rồi, video của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Milly. Nếu các bạn thích cái video này, xin nhấn cho mình một like nhé.
Và hẹn gặp lại các bạn video mới kế tiếp. Bye bye.